Hello, xin chào mọi người ha. Rất vui gặp gỡ mọi người trong video hôm nay. Bữa nay thì chúng ta sẽ cùng tham khảo mẫu xe Winner, và đặc biệt bên Hà đang có chương trình rất là ưu đãi luôn. Đối với dòng Winner đó là không cần trả trước luôn ha. Và đặc biệt là có làm hồ sơ online, và cái đặc biệt nữa là trả trước từ 20% sẽ được lấy cả về gốc. Đây là ba cái ưu đãi cực kỳ lớn vừa mới khởi động trong tháng này, nên mọi người tranh thủ liên hệ ngay với Thu Hà qua số hotline 0937 438 101 hoặc là 0356 806 537 để được biết thêm chi tiết và đặt lịch hẹn nha. Sẽ được giảm thêm từ 1 đến 2 triệu tiền xăng xe nha. Rồi bây giờ thì mời mọi người vào tham quan với Hà những cái mẫu xe đang có ha. Đầu tiên ở đây Hà đang có một em Winner V3 màu xanh lá cây rất là đẹp ha. Màu này bên Hà sơn 3D độc quyền nha mọi người. Những nơi khác là không có xe đâu, nên mọi người hãy tới ngay với Hà thì sẽ có được cái mẫu xe mình yêu thích và độc đáo nha. Mẫu này là phiên bản ABS của dòng V3 ha. Em nó đang có mức giá là 39.200.000 ha. Và màu 3D sẽ được bảo hành sơ 1 năm nha. Còn động cơ của xe, tất cả dòng Winner bên Hà đều có bảo hành toàn quốc 3 năm 30.000 cây hết, nên mình yên tâm nha. Rồi tiếp theo đó là mẫu màu trắng. Và phiên bản này là V4 mọi người ha. Mình nhìn cái ABS của dòng V4 cho bên Hà nha. Đó, ABS sẽ tích hợp vào đĩa luôn nha cả nhà. Dòng V4 này cũng là sơn 3D ha. Nhưng mà cao hơn V3 khoảng 2 triệu nha mọi người. Còn đây là màu xám xi măng, phiên bản không ABS ha. Tầm khoảng 38-39 triệu ha. Và như Hà có nói đầu video, dòng Winner có thể trả trước từ 0 đồng tùy theo phiên bản mọi người ha. Còn những cái phiên bản cao thì mình cũng trả trước rất là thấp luôn. Nên là đây là cơ hội ngàn năm có một, mọi người tranh thủ liên hệ với Hà nha. Xe là xe mới đảm bảo chất lượng nha. Bên Hà kinh doanh rất là lâu rồi nên mọi người yên tâm ha. Rồi đây là dòng Winner V4 ha. Phiên bản màu đen mờ, phiên bản CVS đen mờ ha. Em này hiện tại là 39 triệu mọi người ha. Còn đây là V3, V3 có ABS luôn, 37 năm mọi người ha. Nói chung là V3 nó rẻ hơn V4 một chút nha cả nhà. Còn đây là mẫu V4 màu đỏ nhám ha, cũng là ABS luôn, phiên bản đặc biệt ha. Em này là 39.500.000 ha. Và mua gốc thì cũng trả trước có 2 triệu thôi mọi người ha. Còn bản tiêu chuẩn thì mình trả trước 0 đồng cũng được. Đây là phiên bản thể thao mọi người ha. Cũng 39.500 luôn ha. Phiên bản V4 mọi người. Và màu này là màu nguyên bản, màu zin của xe luôn ha. Cái màu nào 3D thì Hà sẽ nói rõ 3D cho mình nha cả nhà. Còn hai em này đó chính là phiên bản mình có thể trả trước từ 0 đồng mọi người ha. Xe là xe mới, có khóa thông minh đàng hoàng cho mình mọi người. Rất là an toàn và bảo mật ha. Rồi cái khóa thông minh này mình có thể chống dắt được luôn á cả nhà. Tức là khi mình bị bẻ cổ đó, bẻ cổ xe đó thì nó sẽ kêu đó cả nhà ha. Thì cái khóa thông minh của dòng Winner nó rất là tiện lợi nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà điều kiện tài chính của mình á không quá eo hẹp thì hãy cố gắng trang bị thêm cái định vị GPS. Bên Hà tặng cho cả nhà một cái voucher giảm 50% áp dụng cho định vị ha, kèm theo nhiều món quà rất là hấp dẫn nha mọi người. Mẫu này thì hiện tại chỉ có tầm khoảng 36 ha, V3 tiêu chuẩn là 36 ha, V4 tiêu chuẩn là 37 ha, chênh lệch không nhiều ha mọi người. Và đối với bên Hà, thủ tục mua góp thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần căn cước công dân gốc và đủ 18 trở lên là được ha. Trả trước từ 20% sẽ có cả về gốc cho mình đối với khách hàng từ đủ 20 trở lên nha cả nhà. Và khi mà mình tới cửa hàng mua xe, mình đặt lịch hẹn trước qua số hotline 0356 806 537, mình còn được giảm thêm 1 đến 2 triệu tiền xăng xe nha. Địa chỉ cửa hàng ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, mọi người lưu lại giùm Hà nha. Số điện thoại đó Hà có dùng Zalo chính chủ luôn, nên mọi người cứ gọi cho Hà hoặc là kết bạn với Hà nha. Mọi người xem xong video thì đừng quên nhấn like, chia sẻ video, ủng hộ kênh và đăng ký kênh luôn nha mọi người. Xin chào và hẹn lại cả nhà tại cửa hàng trong thời gian sớm nhất.